tuần trang mật của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương vẫn đang tiếp tục với chuỗi 3 trận bất bại trước các đối thủ đầy tham vọng. Thách thức tiếp theo cho chiến hạm đỏ sẽ là một Sông Lam Nghệ An tràn đầy sức trẻ. Tìm lại phong độ sau 2 chiến thắng, câu lạc bộ Hà Nội đã sẵn sàng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chật vật ở nhóm cuối. Hấp dẫn vòng 7 V-League, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An 19:15 ngày 22 tháng 12 trên kênh HTV Thể thao. Câu lạc bộ Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trực tiếp 19:15 ngày 22 tháng 12 trên kênh HTV Kỳ. Trước đó là chương trình bình luận khách mời lúc 18:30. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.